Ui à, dân Việt Nam này lên đông thế. Ui à, mình được bao nhiêu rồi? 26 à? Các bạn quốc tế cũng thách đấu này. Oh my god, there's an Australian kid challenging me. Có một ông tướng ở Úc thách đấu mình. Tiếng Anh ở Úc hơn gì Việt Nam này. Xin chào mọi người. Hello everyone. I will be speaking in two languages because there might be many international fans watching after the recent coronavirus outbreak and also the viral phenomenon of the Gankovi dance challenge and the song as well. Thì mình sẽ nói bằng hai ngôn ngữ bởi vì là sau cái ca khúc Gankovi nó rất nổi trên các đài Anh, Mỹ, Pháp thì rất nhiều khán giả quốc tế cũng đã xem. And I will be providing dual English and Vietnamese subtitles, so don't be afraid if you don't understand at this moment. Mình cũng sẽ có trên channel của mình là cái phụ đề cả tiếng Anh và tiếng Việt, cho nên là đừng lo lắng nếu như mà các bạn không hiểu cái video clip này. Ok, thì ở đây có cái trường Cambridge có một cái app rất là hay để chúng ta trong kể cả khi đang tự cách ly trong cái bối cảnh này vẫn có thể lên mạng và học tiếng Anh và đối kháng với nhau. Thì mọi người về download luôn để có thể chơi với các thầy cô, có thể tổ chức chơi với nhau hoặc có thể đấu với mình với các bạn, các fan trong trên channel của mình. Đây có cái app là Quiz Your English của chính đại học Cambridge, chính là đại học mà đã làm nên cái đề thi IELTS ấy. Cho nên là cái app này rất rất nhiều tính năng và rất nhiều chủ đề học từ thấp đến cao, tức là bất cứ ai cũng có thể chơi được, từ trình độ thấp đến cao cũng có thể chơi được, mà kể cả những người trình độ cao nhé, mà kể cả chọn những level thấp cũng chưa chắc đã thắng được, bởi vì là nhiều khi mình làm đúng nhưng mà nó phụ thuộc vào cái phản xạ của mình, tức là mình liệu trong nửa giây mình có ấn hay không, bởi vì đây là đối kháng mà, cho nên là nhiều khi mình biết là đúng nhưng mà mình không nghĩ ra kịp so với đối thủ thì mình vẫn có thể thua. Cho nên là tất cả các topic ở đây, rất nhiều topic nhưng mà mình hoàn toàn có thể đấu với nhau rất vui và học được rất nhiều thứ, từ ngôn ngữ ngữ pháp, từ vựng cho đến cả những cái thuật ngữ để thi trong những kỳ thi như là IELTS. Đấy, thì mọi người cài luôn nha, mình sẽ demo bằng cách là mình sẽ thách đấu một vài người quốc tế ở đây để mình demo cho mọi người tính năng của sản phẩm. Mọi người cài luôn nhé, mọi người nếu như mà cài bình thường mà vào các cái group random có thể chơi. Nhưng mà nếu như mà mọi người muốn tăng điểm hệ số nhanh để tăng hạng của Việt Nam trên bảng xếp hạng, mọi người có thể chơi những cái group mà nó đang khuyến mại nhân đôi điểm kinh nghiệm. Nếu như mà chơi group đó thì sẽ có rất nhiều người để chơi trong cái thời điểm đó, bởi vì là những group bình thường có thể có những người vào chơi có người không, nhưng mà những cái group đang khuyến mại thì là có rất nhiều người sẽ nhảy sổ vào chơi để vừa họ được khuyến mại mà, và mình khi mình vào group đấy mình cũng có khả năng mình tăng cái cơ hội là được sắp cặp với cả những người khác đấy, một cái game rất hay. Và nhớ mà sau khi chơi quen rồi mình có thể sử dụng các cái power up, tức là các cái tính năng bonus, các cái combo điểm để mà có thể có lợi thế đối với đối thủ đấy. Mọi người muốn thách đấu mình thì mọi người hãy vào cái tính năng challenge và mọi người search cái tên account của mình là Nova ACC, thì mọi người sẽ tìm được cái nút thách đấu mình và mọi người sẽ chọn hạng mục thách đấu, muốn thách đấu, và mình sẽ trả lời cái thách đấu đấy. See you, and maybe after this we'll have excellent English, all of us, okay? Yeah. Oh my god, there's an Australian kid challenging me. Có một ông tướng ở Úc thách đấu mình. Tiếng Anh ở Úc hơn gì Việt Nam nữa. Úi giời, câu 1 ăn ngay, hòa ngay. Úi giời, phản xạ như nhau à? Dissertation, cái gì đây, điểm vào chỗ trống này. Nevertheless, except... Úi giời, úi giời, thằng kia nhanh quá nhỉ. Cô còn Úc nhanh quá. Study consider, stick up, pro, nhanh. Úi giời ơi, anh biểu diễn được chưa? Question 4 này, căng thế nhỉ? Cái gì đây giờ? Đấy rồi. Mày quá đúng rồi. Ui dồi, câu kiểu nhanh thế này. Ui dồi, ngôi sao hy vọng à? Ui dồi, idea, bay fact, bin, proof, con gì đây? Ui dồi, cậu kìa, hình thế nhờ mắc điểm à? Mắc binh à? Hình như là thua mất rồi. Ui dồi. Ok, thua kiểu này là bày có khác. Đấy, cái game này nó cho mình đối kháng với tất cả mọi người trên thế giới, bất kỳ mà nó đo cả cái phản xạ mọi người ạ. Chứ biết tiếng Anh là một chuyện nhưng mà phản xạ đã kịp là chuyện khác. I think it is that place travel will be cái gì đây? Ok, thắng lại nhá. Cậu kia chậm hơn mình một tí. Eating too much sugar is very bad influence, consequence, effect. Yeah. Question 3. Last week I passed. Took. Ok, chậm nhé, Nhật làm sao mà nhanh được. Should be. Rồi. Sir, anh đã có một cuộc dẫn điểm rất xa. I'm sorry the world isn't finished, but having some complications. Ok, sai nhá. Ôi, sẽ thắng ngay. Cắt này. Ui, thắng rồi.
Lại thắng Sweet Free. Tì à, bắn nhà. Sao mà đạn Việt Nam.